Vâng, dòng sông Lam xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn gần xa. Hôm nay ngày 20 tháng 2 năm Nhâm Dần, ngày 23 tháng 3 năm 2022. Dòng sông Lam rất vinh dự có mặt tại ngôi chùa cổ mang tên chùa Vô Vi. Chùa Vô Vi tọa lạc tại đỉnh núi Vô Vi, nơi dòng sông Lam đang có mặt, thuộc xã Long Châu, thuộc thôn Long Châu, xã Phong Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Nơi dòng sông Lam đang đứng là một đỉnh núi Vô Vi có chiều cao tầm 50 đến 70 mét so với mặt bằng làng mạc xung quanh. Phía đằng xa là dãy núi, một dãy núi Đa Vôi. Và hai mỏm núi này ngày xưa là một, và sau này núi Vô Vi được tách ra khỏi dãy núi, trở thành một ngọn núi Vô Vi độc lập. Và trên mỏm núi Vô Vi này có một ngôi chùa cổ tên là Vô Vi, rất cổ kính, được xây dựng treo leo trên vách đá, đường lên tương đối khó khăn. Khi chúng ta đứng ở đây, chúng ta có cảm giác rất phấn khởi, rất thanh bình, và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thật tươi đẹp. Và vinh dự lắm thay khi được có mặt tại vị trí này để ngắm chùa, bái Phật cũng như ngắm cảnh vật xung quanh. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ dòng sông Lam, và hãy theo chân dòng sông Lam để ngắm nhìn và chiêm bái cảnh vật ngôi chùa từ xa. Chúc quý vị một ngày mới an lành, sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Vâng, dòng sông Lam xin trân trọng kính chào quý vị. Chúc quý vị một buổi sáng an lành, vui tươi và phấn khởi. Dòng sông Lam đang đi trên con đường D mới thuộc địa bàn Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội. Đang trên đường hướng về một ngôi chùa rất đặc biệt mang tên chùa Vô Vi. Chúng ta đang hướng về một dãy núi phía trước gọi là núi Trầm. Núi Trầm là một dãy núi gồm những ngọn núi to nhỏ có cấu tạo từ đá vôi rất đẹp. Vâng, chùa Vô Vi, một ngôi chùa tọa lạc tại thôn Long Châu, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Ngôi chùa nằm trên đỉnh núi Vô Vi, tương truyền là ngôi chùa cổ được xây dựng từ năm 968. Chúng ta đi qua chùa Trầm 500m là tới chùa Vô Vi. Núi đá Vô Vi nhỏ tách khỏi dãy từ Trầm, còn gọi là núi Con Rồng, mà chùa Vô Vi được ví như viên ngọc nằm chênh vênh giữa trời đất. Chùa tuyệt nhiên, không một bóng người. Mùi hoa đài vương vấn như dẫn người bước vào chốn tiên sao lạc thú. Không gian tĩnh mịch tựa hư không. Chùa gắn liền với câu chuyện về một thủ lĩnh trong 12 sứ quân là Trần Văn Tăng. Sau chiến trận, thấy cảnh núi hữu tình, ông chọn nơi đây để xây chùa. Sau khi xây chùa, vị tướng này ở Vô Vi mai danh ẩn tích, tu học giảng đạo, giúp đỡ bà con dân làng. Thời Tiền Lê, chùa xây dựng ở chân núi Trạo, năm 980 đến 1004, có tên là Phúc Trụ Tự. Đến thời nhà Trần, chùa được xây dựng ở lưng núi gọi là Trai Tinh Tự. Thời Hậu Lê, niên hiệu Hồng Thuận thứ 6,
1514, chùa dời lên gần đỉnh núi như ngày nay, đổi lại tên như thời Đinh là Vô Vi Tự. Hiện ở trên núi còn một bia đá khắc bài thơ của Trần Văn Tăng được viết bằng chữ Nôm như sau: Sơn Đông Chí Bằng Vô Vi Phật Tử, Thùy Kỷ Huyền Sư Đạo Sĩ, bên này Thiên Trúc nọ Bồng Lai, đem cảnh thanh u đặt giữa trời. Vì nằm trên đỉnh núi nên chùa không rộng, chỉ chừng hơn 10 mét vuông, tượng Phật cũng không có nhiều. Chùa đã xây dựng từ lâu nhưng kiến trúc của chùa là hầu như hoàn toàn nguyên vẹn. Đi qua cổng chùa khắc ba chữ Vô Vi Tự là đến những bậc thang đá đi lên. Không gian tĩnh mịch, những vạt nắng xuyên nhẹ qua vòng cây. Lối đi phủ đầy hoa đại, ước chừng 20 bậc thang là đến nhà thờ tổ. Ngay cạnh đó là một bản Hán tự cổ được khắc trực tiếp vào núi đá. Phía bên hông của nhà thờ tổ là một lối đi nhỏ treo neo men theo núi. Không gian phía sau mở ra một căn lầu nhỏ được thiết kế mái cong gạch ngói nhiều cột trụ giống như một nơi thiền tịnh của các sư. Ngay bên cạnh là núi Vô Vi với lầu Nghênh Phong ở trên đỉnh. Nơi đây còn treo một quả chuông nhỏ được đúc từ năm 1814. Bao nhiêu số bao giờ? Không cần phải lưu đâu nào đến đây gặp được không? Em không có ở đây thường xuyên, em phải đi làm ạ. Nếu bác thích đến em thì bác lấy số của em. Nếu không thì thôi. Tức là nghề chủ yếu là nghề cắt thuốc đúng không? Nói chung là em là không phải nghề cắt thuốc, mà nói chung là em làm các loại việc vì gì em làm. Kể cả thuốc các thứ, em làm hết, việc gì em làm được cả thì bói em đoán là cả tuổi. Em là thật là bác đến em. Ok, đúng rồi, đến đây hỏi tên là chắc mọi người biết đúng không? Em là Thương ở trong Điện Phương, bác ơi, ủy ban xã Điện Phương bác hỏi, đóng ngõ Thương đội 1 xóm Bình Hồng Anh. À, thế à? Okay. Em ngay cho ủy ban xã Điện Phương. Bác vào đến ủy ban xã Điện Phương bác hỏi, Trường Văn Nhà Bạt Hổ đâu, người ta chỉ ở nơi. Trường Văn Nhà Bạt Hổ ê trai anh thông, người ta chỉ ở nơi. Chuẩn bị đi làm đấy hả? Em nhớ chung việc gì em làm, không phải người thầy chuốc, thầy chuốc ở Cung Hải. Nói chung không, em việc gì em đi làm. Tôi thấy bạn sợi lời mà. Vâng. Nói chung em, cô Lộc em muốn cho người ăn thoải mái. Vâng. Nói chung em là cô Lộc em hay biếu dân thôi. Ừ. Cho vâng. Quay vào nha, cho quay nha. Vâng. Nhớ quay, nhớ mặt nha. Đấy, bỏ khẩu trang ra bao nhiêu mặt. Đẹp quá cảnh. Vâng. Cô Lộc ông với em nhá. Rồi ok. Em gần đây mà. Thông đúng không? Thông đúng không? Anh trai tên là Thông. À. Còn bạn tên là gì? Còn em tên là Thường, em sống đâu bình thường ạ. Gọi là Thông Thường đấy hả? Thông Thường vâng. À, tên đẹp quá nhỉ. Vâng. Anh trai là Thông, em tên là Thường. À. Bác hôm nào đến em chơi nhá. Rồi, hôm nào Bác lấy số của em đi. Để hôm nào anh em mình có dịp gặp nhau. Rồi, ok, đọc số đi. Em không nhớ số của em, bác nhớ số của bác. Đi lấy số của bác vào đây. Em không nhớ số em thật, em đọc số vợ em nhá. Em đọc số vợ em bác lưu vào nhá. Vâng. Đây đọc nó. Em tìm số đó. Nhưng mà vợ em nhiều khi linh tinh không? Bác cái lưu số em vào đi. Lưu số vợ em hay linh tinh. Bác lưu số em vào đi. Bác lưu số em vào đi. Bác bấm số bác ra máy xong bác lưu số em vào. Số em hay gọi số chuẩn số vợ em hay số linh tinh. Vâng. Vợ em là vì linh tinh em không muốn cho bác gặp số của vợ em. Yeah. Tại vì vợ em cứ bảo em là thần kinh, em là thần kinh cho em vẫn phải khôn nhanh em đi làm đúng không? Nói chung ai bị thần kinh, em bị thần kinh nhưng em khỏi thì em không muốn nữa. Em khỏi. Không, mình thấy bạn bình thường mà ai bảo. Em bình thường nhưng có gì. Ai bảo thần kinh. Vâng. Nào bác lấy số em rồi. Được rồi, hôm nào về đây hỏi ông Thương là biết cái gì? Nhưng mà em là tên Phương. Dạ. Bác vâng. Em ở trên phương mà em nuôi, nhà em bây giờ nuôi 6 con, à nuôi 7 con, đẻ 6 con thật chứ là 6 con em cứ đi biếu dân, đẻ ra quả nào em biếu dân quả đấy, em ăn quả nào để ăn. Còn mẹ em nhặt được quả nào mẹ em bán, còn em mà nhặt được em biếu dân. Mình phải nuôi dân, mình sống mình phải nuôi dân thì mình mới khỏe. Mình có lộc mình phải cho dân ăn thì mình mới khỏe. Nếu mà mình mà có lộc mà mình không ăn, cho dân ăn là các ngài bắt mình chết.
khác ạ. Nói chung mình kiếm được mình ăn là cái ngỗng để là chủ yếu là cái để là quả nào là cứu dân rồi. Chứ mình không phải sống như trẻ con mà bác mà sống như người lớn quá bác quảng cáo bác sống ở như trẻ con. Ví dụ mày ơi cái kẹo mày không cho bác vào cướp tao ăn đó. Ví dụ như có kẹo nếu ai mà không cho em là em cướp em ăn nửa em còn già nữa. Không để ăn tham mà chết. Hôm nào bác về em chơi. Rồi lúc nào thì đây cho bác số. Thôi rồi, mấy lúc nào về đây mình ghi số bây giờ lưu nhiều khi đi lâu quên. Thế hôm nào về bác cứ hỏi thường với nhà bà thủ đến chỗ ủy ban xã Tiên Phương nhá. Đây gần ủy ban xã Tiên Phương đi một đoạn này đến chỗ ủy ban xã Tiên Phương, đến chỗ ngã tư đây đến chỗ ủy ban xã Tiên Phương. Bác ở đâu? Mình ở chỗ Mai Lĩnh này. Ở Mai Lĩnh, nhưng Mai Lĩnh thì gần đây. Gần mà có đoạn đấy mà. Hôm nào đến anh chơi. Em mà thiếu thì em xin dân, em có lòng em lại yếu dân. Em mà thấy ai mà nghèo đói thật sự em thật sự trong lòng em thật sự, em có tiền em cho ngay. Em mà chơi với ai mà cứ nghe tiếng điện thoại người ta yếu bắt đầu mình đến một là mình giúp vật chất, hai là mình giúp tiền bạc, mình có tiền thì mình giúp tiền, mình không có tiền mình giúp đồ ăn thức uống. Đúng. Vâng, dòng sông Lam đang đứng trước cổng chùa Vô Vi. Đến đây tình cờ dòng sông Lam gặp một anh chàng tên là Thường, nhưng có vẻ bất bình thường. Nhưng đổi lại tình rất sởi lời vui vẻ và còn muốn mời dòng sông Lam đến nhà chơi. Vâng, chúng ta bước qua cánh cổng này, chúng ta sẽ vào ngôi chùa cổ có tên là chùa Vô Vi. Dòng sông Lam đến sớm vì vậy cổng chùa chưa mở. Dòng sông Lam đang đứng quan sát bên ngoài chùa. Ở nơi đây thật bình lặng, mọi cái gần như chuyển động rất chậm, không gian, con người, nếp sống rất thong thả, rất thư thái. Trước cổng chùa là một con đường, một ngã ba rất yên tĩnh với nhiều cây cối bao phủ rợp mắt mặt đường, nhiều chim muông đang thi nhau ca hót hòa quyện với những âm thanh đời thường, tạo cho ta không khí thật thư thái, thật vui tươi nhẹ nhõm trong người. Chúng ta sẽ xuống một cánh vườn của ngôi chùa bên cạnh một chiếc ao rất nên thơ. Ngay cạnh chùa Vô Vi có một cái hồ rất đẹp, tự nhiên hoang sơ thôi nhưng rất hữu tình, cây cối rợp bóng ao, một chốn thanh bình yên tĩnh. Tại ngôi chùa này về mùa hè, hoa đài nở, khắp đoạn bậc thang đá đều vương mùi hoa đài, hương trầm khói tỏa như mênh mang của chốn thiền lâm tại mái chùa Vô Vi vắng người này. Và có những câu thơ rất hay, mượn nền đá phẳng, đề dăm phận, sẵn quả chuông kêu đấm mấy hồi. Cảnh vị mến người, người lại lại, đã Vô Vi khéo cũng lôi thôi. Đây là khung cảnh mặt hồ dưới chân núi Vô Vi, trông rất yên bình tĩnh lặng,
và có những nét quê. Cảnh sắc dân dã trông rất quen thuộc đối với nhiều người chúng ta. Mặt hồ, những con cá vẫn còn thi nhau quậy đuôi dưới mặt hồ, tạo nên những làn sóng lăn tăn. Dưới tán cây trúc ngả bóng xuống, và những âm thanh nghe thật thoải mái, thư thái tâm hồn. Những chú chim vẫn thi nhau líu lo thể hiện giọng ca, giọng hót của mình trên những cành cây, trông thật vui tai thích thú. Đứng ở nơi cao nhất của đỉnh núi Vô Vi, Phật tử vắng cảnh chùa sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh thiên nhiên lãng mạn và đầy thơ mộng. Sự tĩnh lặng của ngôi chùa cùng khung cảnh yên tĩnh sẽ khiến những muộn phiền hàng ngày của bạn biến mất. Trước mắt bạn là ánh nắng mặt trời lấp lánh phản chiếu trên dòng sông. Những cây hoa đại nở từng bông trắng rụng trước sân chùa. Cảnh giác ấy khiến ai đã đến một lần còn nhớ. Chúng ta sẽ đi theo lối mòn này để quay trở lại sân chùa và bước vào cổng chùa để chiêm bái ngôi chùa cổ. Một ngôi chùa rất nên thơ, rất tĩnh mịch và có những nét mà nhiều ngôi chùa khác không thể có được. Bước qua vòng cổng đề ba chữ Hán Vô Vi Tự, con đường nhỏ với những bậc thang xếp bằng đá tảng đưa du khách đến tiền đường, nhà mẫu, rồi chính điện. Chỉ khoảng vài trăm bậc, nhưng lối lên Vô Vi Tự không quá dễ dàng, càng lên cao càng hẹp và dốc hơn. Giống những ngôi chùa quy mô hoành tráng thường thấy, Vô Vi Tự rộng hơn 10 mét vuông, thiết kế không tuân theo quy luật thông thường hình chữ đinh hay nội công ngoại quốc, mà chỉ khiêm tốn với một gian duy nhất, mái lợp ngói múi hài, cùng các cột xà nhỏ bằng gỗ và đá đơn giản. Thật khó để tìm thấy ở đâu các đầu dư vì kèo cột với những mảnh chạm khắc cầu kỳ như thường thấy ở các đỉnh chùa khác. Trong chùa chỉ có bàn tam bảo với tượng Phật Thánh, hai bên là hai vị hộ pháp uy nghiêm. Có lẽ vì nằm treo leo trên đỉnh núi, mặt bằng nhỏ hẹp nên từ lối đi cửa vào cho tới các pho tượng đều có kích thước nhỏ hơn thông thường, khiến người ta cảm nhận rõ sự khiêm nhường của ngôi chùa. Một tài liệu khác cho rằng chùa Vô Vi được dựng năm 1515,
bởi vị tướng Trần Văn Tăng, người xuất gia từ nhỏ. Sau khi chiến đấu dẹp thù trong giặc ngoài, ông lên núi Vô Vi dựng chùa ở ẩn. Là người thấm nhuần tư tưởng đạo đạo, ông đặt tên chùa là Vô Vi, với tinh thần được biểu hiện bằng bài thơ Trùng Phỏng Vô Vi Từ, do chính ông sáng tác và khắc trên đá. Trước đó, ông cũng đã sáng tác bài thơ Đề Chùa Vô Vi với 4 câu thơ xúc tích: Vắt vẻo sơn non trào, lơ thơ mấy ngọn chùa, hỏi ai là chủ đó, nào bạn tớ xin mua. Trải qua nhiều thế kỷ cho đến nay, những bài thơ được đã khắc trên vách đá này đều còn nguyên vẹn như thách thức với thời gian và tạo nét duyên dáng thơ mộng cho chùa Vô Vi. Sát bên hông chùa là lối đi nhỏ chỉ vừa một người đi qua, dẫn tới lầu Nghênh Phong. Từ trên nhìn xuống, các lớp mái khéo léo xen kẽ nhau như sợi dây liên kết giữa chùa Vô Vi và lầu gác này bao thế kỷ qua. Đúng như tên gọi, lầu Nghênh Phong, nơi đón gió từ bốn phương tám hướng, là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách sau đoạn đường dài chinh phục từ Trọng Sơn. Xung quanh lầu, cây cối um tùm mặt mẹ, thảng hoặc đâu đó tiếng chim lạnh ngọt ngân nga trong không gian tĩnh mịch, khiến người ta cảm nhận rõ sự giao hòa giữa trời đất và lòng người. Điểm đặc biệt của lầu Nghênh Phong là trên chọc mái có hình tượng ông Dương Lạc Việt, bên trong vòng bát quái. Hình tượng này được vẽ trên hai nửa viên gạch hồng ghép lại, để từ điểm trung tâm này các xà cột kèo theo đó tỏa xuống theo quy luật kiến trúc nghiêm khắc. Hình tượng âm dương Lạc Việt là niềm tự hào về bản sắc văn hóa của người Việt, một họa tiết nhỏ nhưng đủ sức khẳng định về tính dân tộc, sự độc lập của văn hóa Việt, không thể trộn lẫn với bất cứ nền văn hóa khác. Từ lầu Nghênh Phong muốn lên tới đỉnh cao nhất của ngọn núi Vô Vi, du khách phải leo khoảng 20 bậc đá dựng đứng, chui qua kẽ đá hẹp để lên tới đỉnh. Bù lại cho sự vất vả ấy là cả một khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt trải rộng. Xung quanh núi Vô Vi là khung cảnh làng quê yên bình. Giữa thinh không, tiếng chuông chùa bỗng ngân lên, khiến lòng người trùng lại và ngẫm về triết lý Vô Vi mà vị đạo sĩ đã đặt tên cho ngôi chùa. Vô Vi để hóa giải tất cả, Vô Vi để tan vào hư không. Theo tinh thần của đạo lão và Phật giáo, Vô Vi là sức mạnh mềm có thể hóa giải tất cả thảy. Đấy cũng là tinh thần cao nhất của người đạo sĩ đã khởi dựng ngôi chùa này. Với những giá trị văn hóa lịch sử kiến trúc độc đáo, chùa Vô Vi là một báu vật trong hệ thống di sản văn hóa Hà Nội. Điều đặc biệt là dù đã trải qua quá trình trùng tu tôn tạo, nhưng ngôi chùa vẫn giữ nguyên vẻ đẹp mộc mạc vốn có. Rất khó để phát hiện được những dấu tích trùng tu cũ mới tại ngôi chùa này. Điều đó cho thấy công trình đã được hạn chế đến mức thấp nhất những tác động của con người lên di tích. Vâng, dòng sông Lam trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng theo chân dòng sông Lam leo lên từng bậc đá của ngọn núi Vô Vi để khám phá ngôi chùa với vẻ đẹp hoang sơ bình dị này nhé. Trước mặt chúng ta là những cây đại được bám rễ chắc chắn vào những vách đá treo leo, hứa hẹn rằng con đường phía trước của dòng sông Lam sẽ rất chật vật, với những bậc đá dốc nằm bên một vực sâu thẳm. Nhưng dòng sông Lam sẽ khám phá toàn bộ ngôi chùa này để cảm nhận được vẻ đẹp hoang sơ và kỳ bí của ngôi chùa này. Thank you.
Vâng, đường lên ngôi chùa rất là treo leo. Đây là những cây đại nằm sát vào vách đá. Gốc cây bám vào vách đá rất cao. Phía đằng xa là dãy núi, nơi có chùa Trong Gian tọa lạc. Và đây là ngôi chùa rất bé nhưng cổ kính. Diện tích của chùa tầm 20 m². Bởi vì do địa thế treo leo cho nên chùa không thể xây dựng lớn được. Chùa vô vi, rất đẹp, phong cảnh hữu tình. Chùa rất cổ kính. Đây là những vách đá dựng đứng. Ở kia là một mỏm đá nhô ra bên ngoài. Ôi, thật đẹp. Mỏm núi này, mỏm đá này cao tầm khoảng 5-70 m so với mặt đường. Đường lên là những bậc đá hoàn toàn thô sơ, tự nhiên, những bậc đá tự nhiên. Ngôi chùa cột bằng đá, chùa gỗ cột bằng đá tự nhiên, mái cong. Chùa nằm ở vị trí rất đặc biệt. Dòng sông Lam sẽ vào chùa để bái Phật. Tuyệt vời. Ngôi chùa rất cổ. Lần đầu tiên dòng sông Lam tới đây và sẽ gửi tới quý vị và các bạn gần xa những thước phim về hình ảnh của ngôi chùa, để quý vị và các bạn có thể biết về ngôi chùa và chiêm bái ngôi chùa. Đây là một tấm bia cổ, chữ Hán hoặc chữ Nôm được khắc vào vách đá. Vâng, thưa quý vị, một vách đá và những cây xanh mọc cây vách đá và cắm rễ sâu vào vách đá. Còn trước chúng ta là một bức tượng Bồ Tát nằm trong một hốc đá. Ở phía trước là một bể nước. Đây là lối lên. Lối lên và phía sau còn một ngôi. Một ngôi chùa nữa, chúng ta sẽ vào viếng Phật, thỉnh Phật cũng như các vị Bồ Tát thần linh. Ngôi chùa tuy nhỏ bé nhưng rất cổ kính thiêng liêng. Đây là phía trong ngôi chùa. Thank you.
chúng ta sẽ lên tiếp theo bậc thang này để tiếp tục chiêm bái ngôi chùa. Đẹp quá quý vị ơi, đẹp và rất trang nghiêm. Cột được làm hoàn toàn bằng đá. Phía sau này là một mỏm núi và một cây đại cổ, gốc rất to bám vào vách đá. Phía dưới kia là vực. Và dưới kia nữa là một cái hồ nằm ở sát vách núi nên rất thơ mộng. Và kia là một cái bàn bằng đá. Chỗ này chưa rõ là cái nhà này để làm gì. Có thể là nơi để tổ chức tế tự hoặc là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, giống như là một cái phương đình. Mái ngói kèo gỗ rất đơn giản. Nếu có đường lên, chúng ta sẽ lên phía trên để chiêm bái. Vẫn còn đường lên, quý vị. Ngôi chùa tuy nhỏ bé nhưng rất có giá trị về văn hóa. Và đây là một cái chuông được treo vào một mỏm đá dô ra. Ôi tuyệt vời. Chúng ta sẽ lên thông qua cái cửa kia. Những tán cây xanh mơn mởn. Mùa xuân đâm chồi nảy lộc, cây ra lá xanh tươi. Cái chuông đồng. Phía trên mỏm đá được treo một ngọn cờ Tổ quốc. Đằng xa là một mỏm đá vôi. Chiếc chuông đồng được treo, được gắn vào đá. Và mỏm đá này được xuyên lỗ để móc quai. Và có những thanh trống mỏm đá phía trên. Ôi, tuyệt vời quá. Và còn đây nữa. Đây là một cái bia được khắc bằng Hán tự rất tinh xảo và có cả chữ quốc ngữ. Chữ quốc ngữ chắc là do ai đấy khắc thêm. Chúng ta sẽ lên theo cái lối này. Vời quá. Một ngôi chùa rất giá trị.
Vâng, thưa quý vị, đây là điểm cao nhất của ngôi chùa Vô Vi. Đứng ở đây chúng ta có thể quan sát được rất xa cảnh vật làng mạc xung quanh. À, trên đây là một cái am nữa, quá tuyệt vời. Và một cái xanh mướt, mùa xuân vừa đâm chồi nảy lộc bám vào vách đá treo leo. Ôi, thật vinh dự được đến ván cảnh ngôi chùa này. Đây là lối chúng ta vừa lên. Rất thơ mộng. Phía bên này là một mỏm đá có dựng một lá cờ Tổ quốc. Và phía dưới là làng mạc và một cái hồ. Dòng sông Lam sẽ bái thỉnh. Mơn mởn. Cây này có lá giống như là một cây na, nhưng mà chắc không phải cây na. Trên một mỏm núi cao nhất làng Bản Đa Vôi, phía xa là những ngôi làng rất yên tĩnh, thanh bình. Và lá cờ Tổ quốc đang bay phấp phới. Dòng sông Lam rất vinh dự có mặt tại đây để gửi đến quý vị và các bạn những thước phim bổ ích, những thước phim quý giá về một ngôi chùa cũng rất ít người biết và cũng rất ít du khách đến đây viếng thăm. Một ngôi chùa rất đội bình lặng và thanh bình. Mỏm núi này rất cao, có chiều cao tầm 50 đến 60 mét so với dân làng xung quanh. Cảnh làng mạc nhìn từ trên cao ngay đỉnh núi Vô Vi. Phía dưới là thôn Long Châu. Đẹp quá quý vị nhỉ. Chỗ này là một nơi, một xưởng tạc tượng bằng đá, chủ yếu là tượng Phật, tượng Bồ Tát. Và kia là một cảnh vật rất đẹp. Một ngôi nhà tọa lạc ngay bên một cái hồ và có khung cảnh rất nên thơ, giống như một khu resort, một khu nghỉ dưỡng. Ôi, cảnh vật thật đáng sống biết bao. Núi này, núi Đa Vôi kia, nếu dòng sông Lam không nhầm thì gọi là núi Trầm. Núi Trầm. Thank you.
ta sẽ đi xuống. Đường đi xuống cũng bám theo vách đá chúng ta vừa lên. Thật kỳ vĩ. Gọi là bảo tháp, gọi là tháp. Là nơi an táng của các vị sư tăng, các vị ni, những nhà sư đã tu ở chùa Bảo Viên Tịch. Đây là rễ những cây đa, rễ của cây si. Ôi trời ơi, rễ của cây si. Một mỏm đá nhô ra dưới những gốc cây cổ thụ. Một gốc cây xanh rất là lớn và cổ kính. Chào các bác nhá. Xin chào nhá.